Nhật ký dã ngoại. Bố đầu nhỏ, lần này đi dã ngoại, chúng ta sẽ uống món sinh tố cần tây cà rốt táo mật ong giấm trắng mà mẹ tập về dạy con làm. Món này uống vào, liệu có đau bụng không? Sẽ không đau bụng chứ? Sẽ không đâu, đặc biệt giàu dinh dưỡng đấy. Được, bố mang theo rất nhiều thịt và đùi gà. Hôm nay chúng ta sẽ ăn thịt nướng. Bố đầu nhỏ kiểm tra lại đi, đừng có quên đồ gì đấy. Sao có thể chứ? Anh có cái đầu nhớ dai lắm đấy. Bố đầu nhỏ, tiếp theo trông vào bản lĩnh của anh rồi. Mẹ con em chỉ ăn thịt nướng đây. Ăn xong thịt nướng còn phải đi xem kiến chuyển tổ. Yên tâm đi. Chết rồi, quên mang bật lửa rồi. Nếu để đồ to và mẹ tập về biết mình không mang đủ đồ, há chẳng bị chê cười hay sao? Bố đầu nhỏ, sao anh còn chưa nhóm lửa đi? Cần giúp đỡ không? Anh đề nghị luyện tập kỹ năng sinh tồn ngoài thiên nhiên. Chúng ta thử khoan gỗ để lấy lửa nướng thịt nhé. Khoan gỗ lấy lửa là gì ạ? Chính là dùng gỗ và cành cây dựa vào ma sát để tạo ra lửa. Hai mẹ con có thể giúp bố đi nhặt ít que củi được không? Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Bố đồ nhỏ, con về rồi đây. Đã có lửa chưa ạ? Bố nghĩ là phải đợi thêm lúc nữa. Bố đồ nhỏ, thôi bỏ đi, cách lấy lửa này rất khó thành công. Chúng ta đổi cách khác thôi. Bố mang theo mấy viên đá lớn, định cho vào đồ uống. Giờ dùng đá viên mài thành nửa hình cầu, mặt lồi hướng về phía mặt trời, sẽ có thể hội tụ ánh sáng. Đây cũng là một cách. Vị trí tiêu điểm của ánh sáng có nhiệt độ rất cao, rất nhanh sẽ có thể dẫn lửa. Bố đồ nhà giỏi quá. Nhóm lửa được rồi. Thịt nướng thơm ngon đang vẫy tay chào mọi người. Con đồ ta, những cành cây mà con tìm về hình như chưa đủ khô. Phải làm sao đây? Chưa đủ khô thì sao ạ? Nếu chưa khô thì sẽ có. Bố đồ nhỏ, mẹ tập về. Hai người giống như vẽ mặt nạ vậy. Đây là viên đá cuối cùng rồi. Lần này không sao rồi. Con đã chọn ra những cành củi khô rồi. Mấy người đang làm gì thế? Đây là khu vực cấm lửa. Mấy người không biết sao? Không cho phép nướng thịt. Muốn nướng thì sang bên kia là khu nướng thịt. Nhưng chúng ta đã hết đá viên rồi, không thể nhóm lửa được nữa rồi. Bố đồ nhỏ, có phải anh quên mang diêm và bật lửa không? Đúng thế, bị em phát hiện rồi. Em cứ cảm thấy có gì không đúng. Thì ra là như vậy. Chẳng trách bố đồ nhỏ cứ muốn khoan gỗ và dùng thấu kính băng để nhóm lửa. Hết cách rồi, con đồ to, chịu khó một chút. Bữa trưa chỉ có thể ăn bánh mì thôi. Thật là đáng tiếc, món thịt nướng của bố không có cơ hội để thể hiện rồi. Không sao, thịt chưa nướng, chúng ta có thể ăn vào bữa tối. Đúng thế, bố đồ nhỏ, bố đừng buồn. Hôm nay con ăn bánh mì cũng rất no. Chỉ đáng tiếc là không được xem kiến chuyển tổ. Con phí công mang theo cái kính lúp này. Con đồ to, con có mang theo kính lúp à? Vâng ạ. Vậy buổi trưa sao con không lấy ra? Đá viên mài thành nửa hình cầu chính là để hội tụ ánh sáng. Hai mặt của kính lúp cũng là hình cầu, cũng có thể hội tụ ánh sáng để nhóm lửa. Còn lấy ra sớm thì chúng ta đã có thể ăn thịt nướng rồi. Kính lúp có tác dụng như vậy sao? Được rồi, xem ra bố phải giảng cho con thêm nhiều kiến thức khoa học về ánh sáng nữa. Vâng ạ, giảng xong thì chúng ta có thể ăn thịt nướng rồi. Ăn xong thịt nướng rồi mới giảng.
mèo con bất ngờ tới thăm. Tiếng gì thế nhỉ? Hình như là tiếng mèo kêu. Đúng là một chú mèo con, xinh quá đi mất. Nhà của cậu ở đâu? Cậu có phải mèo hoang không? Vậy cậu theo mình về nhà nhé. Bắt đầu từ hôm nay, mình sẽ gọi cậu là Tiểu Bạch. Mau thả Tiểu Bạch của ta ra. Tiểu Bạch, chúng ta đi. Đừng sợ, chúng ta đi tìm đồ to chơi nào. Đầu to, tới đây. Đầu to, chúng mình vẫn chưa về. Mình không vào nhà được. Cho mình ở nhà cậu chơi một lát nhé. Đương nhiên là được. Mèo con đáng yêu quá. Vật nuôi mới của cậu à? Đúng thế, đây là mèo hoang mình mới nhặt được hôm nay. Tên là Tiểu Bạch. Mèo con bé quá nhỉ. Chào mừng tới nhà chú chơi. Trước kia chú cũng từng nuôi mèo, là một chuyên gia đầy kinh nghiệm đấy. Thật sao? Đương nhiên, ví dụ như mèo con vừa mới đến một nơi lạ, chắc chắn sẽ thấy rất lo lắng, cho nên nó thích trốn vào trong không gian kín và hẹp. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Xem bố đây. Chúng ta khoét một lỗ trên hộp, mèo con sẽ có căn nhà mới rồi. Tiểu Bạch, mau vào xem đi. Tiểu Bạch không chịu vào. Nó không thích cái hộp này. Vẫn chưa vào, sao đã biết là không thích chứ? Không thể nào, mèo con đều thích chui vào hộp mới đúng. Bố đồ nhỏ, liệu có phải trong hộp có quái vật không? Để con xem nào. Thối quá. Thì ra là gì thối của bố đồ nhỏ. Chẳng trách Tiểu Bạch không chui vào. Có cách rồi. Tiểu Bạch, trước khi tìm được nhà mới thì cậu ở tạm đây đã nhé. Mình không tin, mình đường đường là một kỹ sư mà lại không làm nổi một cái tổ cho mèo con. Mau Dung Dung, mình có một cái lục lạc nhỏ, đeo vào cho Tiểu Bạch, nhất định sẽ rất đẹp. Tốt quá, ở đâu thế? Tiểu Bạch đeo lục lạc vào, người khác sẽ không coi nó là mèo hoang nữa. Chắc là ở đây. Đồ to, giúp mình trông Tiểu Bạch một lát nhé. Được thôi. Cậu nhỏ thế này, để mình nghĩ xem làm thế nào mới khiến người khác không dám bắt nạt cậu. Viết một chữ vương vào đây, cậu sẽ oai phong như hổ vậy. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đừng chạy. Tiểu Bạch sao thế? Con đồ to mau tới xem này. Lần này Tiểu Bạch nhất định sẽ thích căn nhà mới này. Mau Dung Dung, mau giúp mình bắt lấy Tiểu Bạch. Xảy ra chuyện gì thế? Tiểu Bạch đừng chạy. Tiểu Bạch đứng lại. Đứng lại. Tiểu Bạch mau xuống đi, mình sẽ không bắt nạt cậu nữa. Tiểu Bạch mau xuống đi, có đồ ăn ngon này. Tiểu Bạch, có nhà mới này. Bố có cách này. Bố đồ nhỏ, cách này liệu có tác dụng không? Tin bố đi, không nhầm đâu. Thật sự thành công rồi. Bố đã nói là bố có kinh nghiệm nuôi mèo mà. Mình phải về nhà đây. Trời ơi, là ai làm thế này? Bố đồ nhỏ, phải giải thích với mẹ tập về thế nào đây? Cứ nói là có một vị khách nhỏ bất ngờ tới thăm nhà mình. Là mẹ của Tiểu Bạch. Tốt quá. Đúng rồi, còn có cái này nữa. Giờ thì chúng sẽ không còn là mèo hoang không có nhà nữa rồi. Tuyệt quá.
biện pháp tránh nóng. Cuối cùng đã về đến nhà. Nóng quá. Để con mở điều hòa. Mở điều hòa. Không mở nhanh thì bố sẽ biến thành khoai nướng mất. Chả thấy mát ngay thôi. Đúng thế. Chỉ có điều hòa thì mới cảm thấy mùa hè thoải mái một chút. Gió mát mau tới đây. Sao điều hòa lại hỏng rồi? Phải sửa ngay mới được. Mau chóng gọi điện thoại. Điều hòa nhà tôi hỏng rồi, cần phải sửa. Hả? Ngày mai mới tới được ư? Vậy hôm nay tôi phải làm thế nào? Được rồi. Chết thật. Thợ sửa điều hòa nói giờ đang là mùa cao điểm, phải ngày mai mới tới sửa được. Ngày mai ư? Vậy hôm nay thật sự con sẽ biến thành khoai nướng mất. Mở cửa sổ cho thoáng vậy. Vẫn là đóng vào thì tốt hơn. Dùng quạt tay vậy. Con cũng muốn quạt. Dùng tạm quạt thôi. Con đồ ta mau quạt đi. Quạt mạnh lên một chút nữa. Mệt quá. Tay con nhấc không nổi nữa. Vậy bố tự quạt cho mình vậy. Bố đừng nhỏ, bố nỡ lòng nào nhìn con đồ ta đáng yêu nhất của bố biến thành khoai nướng ư? Đương nhiên là bố không nỡ. Để bố nghĩ xem. Có cách rồi, chúng ta sang bơi nhờ bên bể bơi nhà chú Mao, như vậy sẽ mát hơn một chút. Ý hay đấy. Chú Mao, chú Mao, cháu muốn dùng nhờ. Là hai bố con à? Đồ ta, vừa rồi cháu nói muốn dùng nhờ cái gì? Cháu muốn bơi nhờ bể bơi. Đúng là tiếc quá, bể bơi bị thấm nước. Chú vừa mới xả hết nước đi. Đang định sửa lại bể bơi. Chúng ta đúng là quá đen đủi. Đúng thế, bể bơi sớm không hỏng, muộn không hỏng. Lại hỏng đúng vào lúc này. Nếu giờ mẹ tập về có thể chuẩn bị một bát dưa hấu mát lạnh thì tốt biết bao. Đúng rồi, mẹ tập về đâu? Chúng ta về nhà, vẫn chưa thấy mẹ tập về. Liệu có phải mẹ nóng tới mất đi rồi không? Đúng thế, chúng ta mau đi tìm mẹ tập về. Mẹ tập về. Mẹ tập về. Hai bố con về rồi à? Hai bố con về lâu rồi, bên ngoài nóng quá. Điều hòa hỏng rồi, em biết chưa? Em đương nhiên biết rồi. Em còn gọi điện cho thợ đến sửa, nhưng họ nói ngày mai mới đến được. Vậy mẹ không nóng sao? Đương nhiên là nóng, cho nên mẹ mới ngồi ở đây, mở cửa tủ lạnh. Hai bố con lo mẹ tập về nóng quá ngất đi, vậy mà mẹ lại trốn ở đây hưởng mát. Quá đáng thật. Em sờ vào cạnh tủ lạnh xem. Ôi nóng quá. Khi máy tủ lạnh hoạt động để làm mát trong tủ lạnh, đồng thời cũng khiến nhiệt độ bên ngoài tăng cao, trong phòng sẽ không mát đâu. Đúng, còn không tốt cho môi trường nữa. Hai bố con nói cũng có lý. Vậy chúng ta dùng nó để giảm nhiệt. Đá viên. Mẹ tập về, ý này của mẹ hay thật đấy. Giờ con chẳng thấy nóng nữa. Đương nhiên rồi. Phải biết là thời xưa, vua chúa cũng dùng đá viên để làm mát. Vậy giờ chúng ta cũng có đãi ngộ giống vua chúa thời xưa rồi. Dùng hết sạch đá trong tủ lạnh rồi. Giờ thì xong rồi. Lát nữa con cũng sẽ tan chảy giống như đá vậy. Đừng sốt ruột, để bố nghĩ xem. Nhất định sẽ có cách khác. Có cách rồi. Bố đã bảo tới đây mà. Thư viện nhất định mở điều hòa. Ở đây mát thật đấy. Bố đồ nhỏ, bố đúng là quá thông minh. Mọi người tới đây mượn sách sao? Không, nhà cháu tới để. Đúng, chúng tôi tới mượn sách. Chúng tôi không mượn sách về nhà, mà ngồi ở đây đọc. Đúng thế, chúng tôi đọc sách ở đây. Tốt quá, sau này phải thường xuyên tới đây đọc sách mới được. Đúng thế, ở đây vừa có điều hòa, lại còn được xem sách. Không những có thể tăng thêm kiến thức, mà còn có thể tiết kiệm điện ở nhà. Thôi.
Vương quốc khoai tây của con đầu to. Mau Dung Dung, cậu đang trồng xương rồng à? Đúng thế. Cây xương rồng to quá, còn cao hơn cả mình nữa. Đây đã là gì? Nó còn có thể cao đến nóc nhà cơ. Còn mọc ra rất nhiều cây xương rồng con nữa. Wow, xịn như vậy sao? Đương nhiên, đến lúc đó, mình sẽ thành nữ hoàng hoa xương rồng. Bố đồ nhỏ, cây xương rồng của Mao Dung Dung mọc ra rất nhiều cây con. Sau này bạn ấy có thể trở thành nữ hoàng xương rồng. Vậy sao? Giỏi thật đấy. Bố đồ nhỏ, con cũng muốn làm quốc vương. Thế giới của trẻ con thật đơn giản. Mình phải trêu con đồ to mới được. Chuyện này đơn giản mà, con đồ to. Giờ con hãy trồng một củ khoai tây. Một củ sinh 10 củ. 10 củ sinh 100 củ. Con sẽ nhanh chóng có thể trở thành quốc vương của vương quốc khoai tây. Khoai tây đã được trồng vào đất rồi. Mình rất nhanh sẽ trở thành quốc vương khoai tây thôi. Khoai tây nhỏ, yên tâm nhé. Mình sẽ bảo vệ cậu. Bố đồ nhỏ, bố đi đâu thế? Mẹ tập về bảo bố đi mua hoa quả. Con đang làm gì thế? Bảo vệ khoai tây. Không biết cư dân khoai tây của con bao lâu nữa mới có thể mọc ra được. Con đồ to thực sự trồng khoai tây à? Con phải chăm chỉ bảo vệ khoai tây. Khoai tây sẽ mọc kín khắp vườn. Con lập tức sẽ biến thành quốc vương khoai tây. Thật sao? Bình bố đi, tiếp tục đi tuần nhé. Vâng ạ. Không được lại gần đây, mau tránh ra. Kệ thôi, cậu sẽ làm ồn tới khoai tây của mình. May mà không đè lên khoai tây của mình. Đồ to, cậu đang làm gì thế? Mình đang bảo vệ khoai tây của mình. Vì sao phải bảo vệ nó? Bố đồ nhỏ nói rồi, nó sẽ mau chóng mọc ra rất nhiều khoai tây, biến thành một vương quốc khoai tây. Còn mình chính là quốc vương. Siêu như vậy sao? Đương nhiên, nếu cậu và mình cùng bảo vệ khoai tây, cậu có thể làm đại tướng quân của vương quốc. Được. Đồ ta đã đi tuần lâu như vậy, khoai tây mọc ra bao nhiêu rồi? Mình đoán chắc là mọc ra nhiều rồi. Chỗ này chắc chắn đã mọc ra khoai tây mới. Chỗ này chắc cũng mọc rồi. Có khi chỗ này cũng mọc rồi. Còn chỗ này nữa. Còn chỗ này nữa. Dưới mỗi vòng tròn đều là cư dân khoai tây mới mọc ra. Mình là quốc vương khoai tây, cậu là đại tướng quân. Bố đồ nhỏ không được cử động. Sao thế? Bố đồ nhỏ, suýt nữa thì bố dậm lên cư dân khoai tây của con rồi. Dưới mỗi vòng tròn đều là cư dân khoai tây của bọn cháu. Không có sự cho phép của bọn con, không ai được đi qua quốc vương khoai tây. Chết rồi, hai đứa trẻ này tưởng thật rồi. Quốc vương khoai tây, giờ bố cần đi vào nhà. Cái này làm vé vào cửa được không? Được rồi, nhưng bố đồ nhỏ phải cẩn thận đấy. Không được dẫm vào cư dân khoai tây. Được rồi. Đã vẽ nhiều vòng tròn như vậy, bên dưới lại không có khoai tây. Bọn nó cần thực sự tưởng là thật. Ấy, bố đồ nhỏ, bố dẫm vào cư dân của con rồi. Không thể nói, nếu không, con đồ to sẽ biết là mình lừa nó. Cư dân khoai tây của con. Tất cả hoa quả cũng không đủ đền nhiều khoai tây như vậy. Mau xem cư dân khoai tây của bọn mình có bị thương không. Hả? Khoai tây đâu? Chỗ này cũng không có cư dân khoai tây. Bố đồ nhỏ đè nát hết cư dân khoai tây của mình rồi. Có chuyện gì thế? Đây là do ai làm? Con đồ to, Tiểu Minh, bố phải nhận lỗi.
Bố không nên tùy tiện trêu đùa các con. Thật ra, một củ khoai tây không thể lập tức mọc thành một vương quốc khoai tây được. Vậy phải thế nào mới có thể mọc ra thật nhiều khoai tây ạ? Cần phải trồng rất nhiều khoai tây, còn phải chăm chỉ tưới nước, dần dần mới có thể thu hoạch được thật nhiều khoai tây. Như vậy à, thế này được không? Chúng ta cùng nhau trồng khoai tây, đợi đến mùa thu, sẽ thật sự có một vương quốc khoai tây rồi. Tuyệt quá, sau này con vẫn có thể làm quốc vương khoai tây. Quái vật trong thư viện. Chán quá, đúng là chán thật. Thật là chán, chẳng vui gì cả. Chán quá. Thật là chán. Đi xem có đồ chơi gì hay ho giấu trong thư viện không. Đồ chơi hiện ra đây. Xông lên. Đường hầm thời gian. Con đồ to, yên lặng. Đây là nơi công cộng. Con đi tìm một quyển sách mà mình thích, rồi ngoan ngoãn ngồi xem đi. Đừng làm ồn. Vâng ạ. Vừa rồi là âm thanh gì nhỉ? Rõ ràng mình nghe có tiếng động mà. Sao lại không có gì nhỉ? Lẽ nào là... Lẽ nào là... Quái vật... Bố đồ nhỏ, có quái vật khổng lồ. Xin lỗi mọi người, làm phiền mọi người rồi. Con đồ to, con kêu ầm ĩ gì thế? Bố đồ nhỏ, con nói cho bố biết, trong thư viện có quái vật. Con nghe thấy âm thanh của quái vật mà. Âm thanh của quái vật ư? Sao có thể có quái vật chứ? Chắc chắn là âm thanh tưởng tượng rồi. Âm thanh tưởng tượng là gì? Chính là tưởng rằng mình nghe được âm thanh nhưng thật ra là không có. Chắc chắn là con tưởng tượng ra thôi. Bố đồ nhỏ, con thực sự nghe thấy âm thanh của quái vật mà. Con đảm bảo, mau cùng con đi tìm xem. Được thôi. Quái vật, ta không sợ ngươi đâu. Chưa biết chừng, quái vật trốn trong giá gỗ. Không không, không được phá hoại của con. Người có phải là quái vật không? Xin lỗi nhé, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Quái vật, chạy đi đâu? Bố đồ nhỏ, chẳng thấy quái vật đâu cả. Bố biết rồi, đây là thư viện. Quái vật nhất định trốn ở trong sách. Chúng ta tìm trong sách đi, nhất định sẽ bắt được quái vật. Con đồ to, phải xem kỹ nhé. Tìm trong từng câu từng chữ, từng bức tranh một mới có thể tìm thấy quái vật. Được, con sẽ không để nó thoát đâu. Sách hay như thế này, nhất định không ẩn dấu quái vật. Xem quyển này nào. Đã muộn thế này sao? Bố đồ nhỏ, con đói rồi. Chúng ta về nhà ăn cơm thôi. Được.
Con đồ to, con có phát hiện thấy quái vật không? Hay là nghe thấy âm thanh của quái vật? Hình như con không còn nghe thấy âm thanh của quái vật nữa. Lẽ nào chúng bỏ chạy rồi sao? Bởi vì con đọc sách rất chăm chú, quái vật hay dọa trẻ con, cảm thấy nhàm chán nên bỏ đi rồi. Vậy sau này con làm việc gì cũng sẽ chăm chú. Vậy mới đúng chứ. Đi bộ ra hình trái tim. Anh ra ngoài một lát. Đã mấy giờ rồi mà anh còn ra ngoài? Vận động một lát. Con đồ to, con có cảm thấy bố đồ nhỏ gần đây rất lạ không? Sao con cũng kỳ lạ thế? Hai bố con có bí mật gì giấu mẹ ư? Không ạ, con đi ngủ đây. Lẽ nào mình nhạy cảm quá ư? Anh ra ngoài một lát. Lại ra ngoài. Này, con đồ to. Mẹ tập gì? Con và bố đồ nhỏ cùng đi tập thể dục đây. Hai người này nhất định có bí mật. Con cùng giấu mình. Không được, mình phải đi điều tra rõ ràng. Nửa đêm rồi, con muốn làm gì nữa? Chúng ta tiếp tục đi bên này. Nhất định phải men theo lộ trình. Rốt cuộc là làm cái gì mà còn có lộ trình cố định nữa? Còn cả trèo tường nữa. Quả nhiên có bí mật. Thật là đáng ghét. Đây là đồ mới mua. Hai người lại tới rồi à? Chú bảo vệ phải giữ bí mật cho bố con cháu nhé. Đồng chí bảo vệ, vừa rồi hai bố con nói gì với anh thế? Tối nay trăng đẹp quá. Làm gì có trăng? Được lắm, ngay cả bảo vệ cũng thông đồng với hai người. Mẹ nhất định phải điều tra ra hai người đang làm cái trò gì. Hai người này đi về rồi sao? Vẫn còn sớm mà. Bố đồ nhỏ, mục tiêu của chúng ta còn bao lâu nữa mới hoàn thành? Còn cần thêm một thời gian nữa. Giờ vẫn chưa hoàn hảo lắm. Vâng, nhất định phải hoàn hảo mới được. Đúng thế. Giờ chúng ta đi tìm cô gái đó. Bố đồ nhỏ quen cô gái khác ở bên ngoài, còn mang theo cả con đồ to đi cùng. Đẹp quá. Đúng thế, bố cũng thấy rất đẹp. Có kịp không ạ? Cô gái đó đã hứa rồi, nhất định sẽ kịp. Tuyệt đối không được để mẹ tập về biết được. Có gì cần tôi giúp không? Quả nhiên là rất đẹp. Xin hỏi vừa rồi, hai bố con tới đó làm gì? Hai bố con có một kế hoạch bí mật. Ngoài ra thì tôi cũng không biết. Được rồi. Mẹ tập về, nửa đêm nửa hôm còn đi đâu? Đúng thế, mẹ đi đâu thế? Mẹ ư, mẹ ra ngoài đi dạo một vòng. Con đồ to, đi ngủ thôi. Vâng ạ. Con đồ to nói xem, con cùng bố đồ nhỏ đi làm gì? Trái tim. Trái tim. Trái tim gì? Độc nhất vô nhị. Vẫn chưa hiểu lắm. Điện thoại của bố đồ nhỏ. Điện thoại. Đúng rồi, điện thoại của bố đồ nhỏ. Mẹ tạp về đang làm gì thế? Xem ra hành động bí mật của hai chúng ta đã bị mẹ tạp về phát hiện rồi. Giải thích cho mẹ xem. Hai bố con nửa đêm chạy ra ngoài, đi gặp cô gái xinh đẹp đó làm gì? Em đi theo hai bố con anh ư? Đúng thế. Em lo hai người làm việc gì ngốc nghếch. Thì ra vì thế mà váy của mẹ bị rách. Đúng vậy. Hai người đường bằng phẳng không đi, sao lại phải trèo rào? Ôi, bị mẹ phát hiện hết rồi. Để con mở.
Ồ, còn theo tiếp tận nhà ư? Bởi vì hai người yêu cầu làm gấp nên tôi đã thức suốt đêm hoàn thành rồi mang tới đây. Tốt quá, mẹ tập về mau thử xem. Thử cái gì? Đẹp quá. Đây là cái gì? Mẹ tập về, mai là kỷ niệm ngày cưới của mẹ và bố đồ nhỏ. Con và bố đồ nhỏ bàn bạc rất lâu, quyết định tặng mẹ hai món quà. Thứ nhất là chiếc váy này. Cảm ơn con. Vậy còn món quà kia là gì? Bố đồ nhỏ mau cho mẹ xem đi. Đây là cái gì? Đây là trái tim hai bố con tặng mẹ. Đây là một hình trái tim do bố con anh dùng bước chân đi bộ tạo nên, cho nên hai bố con mới trèo tường đi lòng vòng trong khu nhà. Đúng, trái tim này mẹ có thích không? Mẹ thích lắm. Cảm ơn hai bố con. Con đầu to, bố đầu nhỏ.